Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của mình. Trên mình bây giờ đang là chiếc điện thoại Oppo Find X5 Pro. Cái chiếc điện thoại này thì mình đã có cái video mở hộp nó ra rồi, cũng như là admin Kha thì cũng đã có cái video test game về nó rồi. Đấy, và Oppo Find X5 Pro trong cái quá trình mà mình trải nghiệm ấy, thì với một người rất là ít chơi game như mình thì mình cảm thấy là đây là một chiếc điện thoại rất là toàn diện về nhiều yếu tố. Tất nhiên nếu mà bạn nào mà muốn chơi game ấy, thì chắc là các bạn sẽ phải chờ đợi trong thời gian tới để mà Oppo họ khắc phục cái vấn đề phần mềm, cũng như là khắc phục cái vấn đề bóp hiệu năng của cái con chip Snapdragon 8 Gen 1. Cái điểm mà mình thấy là nhiều bạn comment ở trong cái video mở hộp này của mình nhiều nhất đấy là giá bán của Oppo Find X5 Pro nó cao quá. Với mức giá của Oppo Find X5 Pro thì chúng ta có thể mua được những cái sản phẩm của Samsung, ví dụ như là Galaxy Z Fold 3 hay là Galaxy S22 Ultra. Đấy, hay là chúng ta cũng có thể mua được chiếc iPhone 13 Pro Max phiên bản bộ nhớ trong lên tới là 256GB. Đúng nào? Đấy, tuy nhiên là cũng có một số bạn ấy thì các bạn ấy cũng không thích Samsung với cả Apple, bởi vì có thể là các bạn ấy đã thích những cái điện thoại Oppo từ ngày xưa rồi, bởi vì các cái tính năng ví dụ như là vẽ chữ V như này để mà bật đèn flash này, hay là vẽ chữ O để mà mở sáng màn hình này, hay là cái vấn đề chụp ảnh màn hình này, kéo ba ngón này rất là tiện lợi. Đấy, cũng có thể là các bạn sẽ lựa chọn cái sự lựa chọn về Oppo thì sao. Thế thì nếu không lựa chọn Oppo Find X5 Pro thì chúng ta sẽ có cái sự lựa chọn nào mà nó tiết kiệm hơn rất là nhiều tiền? Đấy, thế thì ngày hôm nay mình có một thông tin mình nghĩ là cũng rất là vui dành cho các bạn, đấy là Oppo Find X3 Pro, một cái chiếc điện thoại mà chính bản thân mình đang sử dụng bây giờ. Hiện tại Hoàng Hà Mobile đang bán với mức giá là 18.750.000 đồng và còn kèm theo vô vàn các khuyến mại như thế này cho các bạn nữa. Nghĩa là đại loại là giá nó chỉ còn rơi khoảng hơn 18 triệu thôi. Và hiện tại là Oppo Find X5 Pro với cả Find X3 Pro lệch nhau tới hơn chục triệu cơ. Và với mức giá lệch quá lớn như vậy thì có thể nhiều bạn sẽ lựa chọn Find X3 Pro để mà có được một cái sự lựa chọn nó tiết kiệm tiền hơn. Đấy. Nhưng mà quan trọng ở đây là gì? Đấy là cái Find X3 Pro với cả cái Find X5 Pro nó có những điểm gì khác biệt nhau. Đấy. Thì mình cũng nói luôn những cái trải nghiệm của mình về cả hai cái sản phẩm này. Hai cái sản phẩm này thì mình đã có một cái trải nghiệm nó rất là dài rồi. Mình nghĩ là mình có thể đưa ra được những cái đánh giá nó tương đối là chuẩn xác về cái việc là Find X5 Pro nó sẽ có những điểm gì hơn. Đầu tiên là về hộp phụ kiện thì rõ ràng là Find X5 Pro nó sẽ có một cái điểm hơn, đấy là cái sạc ở bên trong của nó, đấy là sạc 80W chứ không phải là sạc 65W giống như là Find X3 Pro. Đấy là cái điểm hơn thứ nhất. Tuy nhiên là cái điểm hơn này liệu nó có quá quan trọng hay không ấy, thì thực ra là mình thấy là cái sạc 65W nó đã quá nhanh rồi. Thực sự là cái sạc 65W nó quá nhanh rồi. Thì không biết là các bạn có nhất thiết phải cần lên sạc 80W hay không. Tất nhiên có sạc 80W thì nó sẽ tốt, nhưng mà mình nghĩ là cái việc 65W và 80W về yếu tố thực dụng ấy, thì mình chấm được một cái là 10 điểm, một cái cũng đã được gọi là 9 điểm rồi. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ nói tiếp nào. Về phần chất liệu thì cái Oppo Find X5 Pro nó sẽ có hai cái điểm hơn. Cái điểm hơn thứ nhất đấy là mặt lưng của nó là bằng gốm này, chứ không phải là mặt lưng kính. Và rõ ràng rồi, khi mà các bạn cầm vào các bạn sẽ cảm thấy cái sự khác biệt về mặt chất liệu đấy. Các bạn sẽ cảm thấy là cầm vào Oppo Find X5 Pro nó thích hơn đấy, chắc chắn đấy, thích hơn so với cả Find X3 Pro đấy. Và cái điểm thứ hai nữa đấy là cái kính cường lực ở mặt trước của nó này là kính cường lực Victus chứ không phải là kính cường lực 5. Đấy, thành ra là nó cũng sẽ có chống xước rồi chống va đập các thứ chúng ta được tốt hơn. Màn hình thì thực ra là cái Find X5 Pro nó có cái sự thay đổi một chút về cái tấm nền, bây giờ nó là LTPO2 chứ không phải LTPO1. Và thêm một điểm nữa đây là độ sáng nó được nâng cấp được một chút. Nhưng mà trải nghiệm của mình ấy thì thực ra là khi mà chúng ta đặt cạnh hai cái sản phẩm này cạnh nhau ấy, thì các bạn sẽ khó có thể phân biệt được cái sự khác biệt về phần màn hình lắm. Tuy nhiên cái điểm mà các bạn sẽ cảm nhận được thấy luôn về cái sự cải tiến của Oppo Find X5 Pro đấy là cái vị trí đặt vân tay của nó bây giờ. Nó đặt cao hơn rồi và rất là tiện, vô cùng tiện luôn. Trong cái đó thì Find X3 Pro vị trí đặt vân tay này các bạn nhìn này, đặt tít thì xuống dưới như này. Và mình cảm thấy là cái Find X3 Pro này đặt xuống dưới này thì nó cảm thấy hơi bất tiện khi mình với xuống. Đấy. Nhưng mà cái này thì thực ra là mình nghĩ là dùng nhiều thì nó cũng sẽ quen thôi. Nếu mà bạn không quá cần thiết đến những cái nhỏ nhặt như này thì Find X3 Pro thì tốc độ vân tay của nó vẫn quá ngon mà, nó không bị chậm hay như nào cả. Đấy, nhưng mà cái mà chúng ta có thể cảm nhận là thấy luôn đấy, cái cảm biến vân tay vị trí đặt quá ngon luôn. Rồi, chúng ta sẽ nói tiếp nào. Về phần hiệu năng thì Find X5 Pro là chạy con chip Snapdragon 8 Gen 1. Tuy nhiên vấn đề đây là gì? Đấy là nó được tối ưu chưa tốt. Nên là nếu mà nói là nó hơn Snapdragon 888 thì không đúng. Vậy nên là cái sự khác biệt về mặt hiệu năng bây giờ các bạn cũng chưa cảm nhận được đâu.
thực sự là như vậy. Thậm chí có nhiều bạn, các bạn có thích Snapdragon 888 hơn đấy chứ. Còn bộ nhớ trong thì cả hai con đều là 256GB, vô cùng thoải mái rồi. Về phần camera thì về trên lý thuyết thì cái Oppo Find X5 Pro này nó sẽ có cái khẩu độ mở của camera chính nó lớn hơn là f1.7 so với f1.8. Những camera bổ trợ cũng tương đối là xem xem với nhau. Tuy nhiên về mặt tối ưu về mặt phần mềm rồi là các cái sự tối ưu về phần chống rung quang học thì cái Oppo Find X5 Pro là nhỉnh hơn đấy nhá. Nhưng vấn đề ở đây là gì? Đấy là ở trên Oppo Find X5 Pro ấy, nó đã bỏ đi cái camera, nó đã bỏ đi cái camera kính hiển vi. Thì không biết là ý kiến các bạn như nào, bởi vì ngày xưa ấy, là mình lựa chọn con Find X3 Pro này bởi vì một lý do rất là đơn giản. Nó có kính hiển vi để mình về mình có thể làm được các video TikTok đấy, hay là mình về mình cho con mình có thể xem được những cái vật siêu nhỏ có thể phóng đại được nó lên tới 60 lần cái kiểu như thế thì mình cần. Tuy nhiên là về yếu tố thực tiễn ấy, thì mình thấy là cái camera kính hiển vi nó không có quá nhiều thực tiễn đâu, nên là việc bỏ đi thì mình nghĩ cũng tương đối là hợp lý thôi đấy. Và với việc là có một sự khác biệt về phần camera nên là cái form thiết kế của hai sản này về cái mặt sau là cái sự khác biệt lớn nhất, các bạn có thể nhìn thấy được luôn đấy, nó sự thay đổi với camera cũng như là cái phần ở bên trong này thì mình thấy là Oppo Find X5 Pro nó làm liền khối hơn so với cả Find X3 Pro. Còn lại thì camera thì mình thấy là cái sự khác biệt về camera là không quá nhiều đâu đó. Thậm chí lại còn bị cắt giảm đi cái camera kính hiển vi nữa. Về phần pin thì Find X5 Pro là tốt hơn thật luôn, tốt hơn cũng tương đối đấy. Pin 5000 so với pin 4500, ví dụ như là pin của Find X3 Pro là mình sử dụng thì nó cũng không phải là quá thoải mái đâu, chỉ đủ trong một ngày làm việc thì đủ đấy. Nhưng mà nếu mà để thoải mái hơn ấy, thì rõ ràng rồi pin 5000 sẽ có phần cải tiến hơn và sạc tất nhiên rồi cũng sẽ nhanh hơn. Về các yếu tố khác thì loa ngoài với công nghệ âm thanh Dolby Atmos thì cả hai sản đều có và mình thấy là cái chất lượng nó cũng không có cái sự khác biệt mấy. Đấy, kháng nước kháng bụi thì mình cũng không test, mình nói luôn là mình không test luôn, mặc dù là cả hai sản này kháng nước kháng bụi là giờ như là giống hệt nhau theo công bố của nhà sản xuất. Phần mềm thì cũng rất là giống nhau thôi, cũng không có điểm gì gọi là khác biệt cả. Cái thời điểm hiện tại thì thực chất là mình thấy là cái Oppo Find X5 Pro so với Find X3 Pro ấy, những cái sự chênh lệch là rất ít, thực sự là như vậy. Có chăng cái sự chênh lệch về mặt lý thuyết là nhiều nhất nó đến từ cái con chip, nhưng mà hiện tại con chip này thì lại đang bị bóp hiệu năng đấy, nên thành ra là nếu bây giờ để mà mình lựa chọn một cái sự lựa chọn mà nó hợp lý nhất nhé về phần giá bán ấy, thì mình nghĩ là mình sẽ lựa chọn Oppo Find X3 Pro. Và cũng chia sẻ thêm với các bạn đấy là trong cái tầm giá của Oppo Find X3 Pro bây giờ tại Hoàng Hà Mobile ấy, thì cái tầm giá này nó chỉ ngang với cả một cái iPhone 13 mini thôi nhé. Trong khi đó thì Find X3 Pro nó hơn hẳn iPhone 13 mini ở cái chỗ là màn hình nó đẹp hơn rất là nhiều đấy, lớn hơn, độ phân giải cao hơn, xong rồi tần số quét cũng cao hơn, giải trí tốt hơn đấy, hay là cái phần camera của nó cũng sẽ đa dụng hơn này, rồi cái pin của nó tốt hơn, sạc của nó thì lại nhanh hơn rất là nhiều luôn. Và bộ nhớ trong của nó thì gấp 4 lần iPhone 13 mini ở trong tầm giá này rồi. 18 triệu mấy chỉ đủ để mua một cái iPhone 13 mini, nhưng chúng ta đã đủ để mua một cái Oppo Find X3 Pro rồi đấy. Các bạn cảm thấy sao? Còn nếu mà chúng ta muốn mua S21 Ultra thì S21 Ultra bây giờ đang được bán tại Hoàng Hà với mức giá là khoảng 19 triệu 590, nghĩa đắt hơn khoảng gần 1 triệu so với cả cái Find X3 Pro này. Tuy nhiên là S21 Ultra ở Việt Nam nhé, là chạy chip Exynos nhé, các bạn chú ý nhé, Exynos. Đấy, phải lên S21 Ultra nó mới chạy chip standard. S21 Ultra bị cái là cái sạc của nó thì chậm hơn rất nhiều so với Find X3 Pro và cái con chip của nó thì chỉ là con chip Exynos thôi. Đấy, vấn đề của S21 Ultra lại nằm ở cái điểm đó. Không biết là ý kiến các bạn như thế nào, các bạn sẽ lựa chọn sản phẩm nào? Và theo các bạn thì Find X3 Pro ở thời điểm hiện tại liệu nó thực sự là một cái sự lựa chọn hợp lý ở thời điểm này hay không, khi mà mức giá của nó bây giờ chỉ còn 18 triệu mấy tại Hoàng Hà Mobile thôi? Hay lại comment cho mình biết. Thời điểm ngày xưa khi mà mình đi đến chiếc điện thoại này thì nó phải rơi khoảng 23, 24 triệu cơ, bây giờ chỉ còn 18 triệu mấy thôi. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.